Tôi nổi bồng bềnh. Cái gì vậy? Ren Lâm Đồng. Tại anh biết con này mà, nhưng mà anh cố tình nhường Huy. Nãy giờ okay, cố tình nhường Huy luôn á. Mà không biết sao Huy vẫn không trả lời được. Kinh trái này hả? BB Trần Quy là chúng tôi sẽ tham gia chương trình Anh Tài Nào Nhanh Hơn. Rồi lửa ruộng, lửa rừng. Ren Lâm Đồng. Wow. Lẹ chưa? Em ơi, ai nhanh hơn mà. Ren bánh xe. Ren em nhường em á. Mời đẹp. Thôi nhường anh á. Cứ Ren thôi à, Ren thôi à. Nếu mà nhớ không lầm là Nguyễn Trãi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ren, sao trội? Hả? Không thuyết phục lắm. Vậy em nói đi, trỏi gì biết bay? Còn nếu mà trỏi gì biết bay hả ta? Em thử đoán kết quả của em rồi. Trời, gọi Harry Potter. Ủa? Đúng, hợp lý. Mai gì luôn ở phía sau. Hả? Ren hoa hậu. Ủa? Em ơi, em thua ngay từ câu hỏi đầu tiên. Không mắt, không tai, không đầu. Có gì em? Có cái cuối. Ren con đường. Em ơi, anh thấy là em thua ngay từ lúc mà em nhận chơi với anh luôn á. Em hay là khỏi gắn cái mic cho em được không? Tại vì anh thấy em cũng đâu có trả lời. Hư nọt. Cái gì vậy? Người cầm cố. À, trôi nổi bồng bềnh. Cái gì vậy? Rèn không khí. Hả? Không khí bay à, trôi à. Yes, này may mắn thôi. Con công rèn. Ủa trời ơi, công tử. Thôi anh nhường em á, tại vì anh cũng thắng nhiều rồi. Để cho cân bằng, hiểu không? Để cho cân bằng, hiểu không? Chị mấy ngày qua cho em đi nhỉ? Ghê chưa? Không thì không ăn được, nhưng ai cũng thích. Nghe cái câu này quen lắm nè. Khó thời gian. Ồ. Ren Hồng Tơ. Hồng Tơ. Ren. Anh Hồng Tơ. Ren Hồng Kông. Hồng gì? Hồng gì mà ai cũng thích. Hồng Nhan. Trời ơi, chết chết. Ren Hồng Nhan. Ren Hồng quả thì không được. Quả chanh hết à? Không phải. Anh tính nó là củ hành, nhưng mà củ hành đâu phải là quả. Quả bảo. Quả báo nặng thì... Không, quả báo gì mình... Quả báo không có vụ nặng nữa. Nghe kìa, quả gì càng nặng kìa, càng dễ khóc, càng... À! Ren! Quả tạ. Không phải luôn hả? Không phải luôn. Quả... Ren! Quả lệ. Quả lệ chi. Sang. Quả ly. Tức ghê. Tôi nói gần đúng rồi, thấy không? Quả lệ chi là quả anh nhường em đó, anh nhường em á. Nghe quen quá, con này nghe quen quá. Ren chuột Mickey. Ôi trời ơi. Em ơi, con chuột Mickey nó có đuôi hả? Ờ hả? Có không ta? Có. Không, anh nhớ là con chuột Mickey nó có đuôi. Ừ. Con giáp. Ren con giáp. What? Hả? Nhìn số 2 nói số 10. Ren. Gì vậy? Khi đồng hồ chỉ đến số 2. Cái đồng hồ. Em ơi, có người nhắc bài ngoài kia luôn á. Có người ngồi nhắc bài luôn á.
rèn. Rèn kiến thức. Ủa? Gì vậy? Cơ, cơ à, em ờ, nhưng em không trả lời, em không trả lời thì em phải chịu thôi. Rèn. Quả báo. Đó, cái đây, đây là đúng quả báo. Thôi, cái này em biết trước câu hỏi rồi. Đạo thật đấy. Rèn, bánh ít. Phải không? Không phải em, bánh ăn ít mà nhiều hả? Ăn ít mà nhiều, à rèn, bánh nhiều. Có bánh nhiều nè. Bánh gì ăn ít mà nhiều? Two thousand years later. Ăn đa. Bánh đa sao lại hiền ngọc hả chi? Trời ơi, nhức đầu quá. Trời ơi, cứu tôi, Trời ơi, nói gì nữa? Nãy giờ là Huy là ăn may hay không à? Wow. Nãy chưa? Cũng sát hơn, sát. Đâu có sát em nhiều á, không sát đâu, hơn tới 3 rồi. Tới số 3 rồi em, số 2 là số nhiều rồi. Đó là cho em cơ hội, anh cho em cơ hội đó, để coi em rút không nha. Rèn. Tháng 2. Em ớ 28 ngày hả? Rèn. Trả lời đi. Tháng thiếu. Rèn, tháng nào cũng có. Anh cố tình anh nhường cho em rồi. Anh đã cố tình nhường cho em rồi mà em không chịu. Rồi. Rèn bán độ. Ủa không phải hả? À, cái đó cần hai bên thôi. Bốn bên rồi hả? Bán cái quái gì mà cần tới bốn người chứ vậy? Rèn bán thân. Bán thân thì có nhiều người lựa chọn. Ủa không phải luôn hả? À, bán mạng. Bán mạng kiểu mình đi tới ngã tư, em xe chạy tới tông mình đó là bốn bên luôn. Ủa trời ơi. Là đủ bốn bên luôn. À, brand gì? Bán kính. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp bán cái kính. Trường hợp nào mà nó như thế này. Em ơi, em hiểu không? Em hiểu, em đọc hiểu không? Em có biết đọc hiểu không? Có nghĩa là bốn bên là với bốn phía đó. Thì bán kính là xung quanh mình. Đúng, đúng. Bốn phía mà. Ừ. Đúng, hợp lý. Bán gì nữa ta, còn bán gì nữa ta? Tích, à tích cực, câu hỏi này tích cực nha. Chứ không có thị tiêu cực. À, bán nam bán nữ. What? Hai bên mà. Ủa gì hả? Đấy là có mỡ hả? À, chúng ta có hai à. Bán gì trời? 2000 years later. Anh đã cố tình anh nhường em rồi. Tại anh biết con này mà, nhưng mà anh cố tình nhường Huy. Nãy giờ okay, cố tình okay. Nhường Huy luôn á. Bán gì nữa ta, còn bán gì nữa? Bán gì mà tới bốn bên dữ vậy? Bán cái quái gì mà cần tới bốn người dữ vậy? Mà không biết sao Huy vẫn không trả lời được. Anh câu giờ cho Huy mà. Có kích thước bằng con voi hả? Cái gì hả? Rèn. Bóng của con voi. Rồi ơi, thấy không, anh nhường em luôn đó. Anh biết không, anh nhường. Ôi, chưa. Yeah. Đó cũng không thay đổi gì. Vẫn là người chiến thắng nha. À, em giờ em lấy cái kết quả của em ra đi, em thử thách cái người trong chương trình mình đi. Nghĩ ai sẽ không vượt qua được em. Thôi, thử lấy số điểm của anh đi. Lấy số điểm của anh hả? Bây giờ anh là 9 điểm phải không? Bây giờ anh đây phải thử thách ai nha? Hay là lấy số điểm của hai anh em cộng lại đi. Thử thách, mình phải thử thách cái người nào mà canh tài nào mà vô chi nhất trong chương trình. Anh Quốc Thiên. À, Quốc Thiên. Anh Quốc Thiên nhìn vậy thôi chứ không có kiến thức. À, không biết là anh Quốc Thiên không nhanh, anh, không nhanh. Không nhanh. Ờ, anh hơi bị chậm thôi chứ không. Yeah. Why could be by fires? Chuy đồng hành cùng chương trình. Anh trai vượt ngàn trong gai 20:30 trên YouTube Gia Quang Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Anh trai vượt ngàn trong gai phát sóng vào 6/6/2024 thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3 20:30 trên YouTube Gia Quang Show